đi rồi, đi rồi, người đi rồi, đi rồi, ôi phá xe rồi. Ok, chốt vào trong này đi. Giờ là mình đang có cái trò view hiện cái bản này các bạn, là mọi người biết mình sẽ gì không? Lại dựng bom kèo luôn này, lại dựng thêm vào này nữa này. Ui rồi, ôi giờ ông mà chạy đằng trời nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa. Và được rồi, ở cái video lần này ấy, là mình sẽ cho mọi người thấy là chúng ta sẽ có một cái bộ đồ hoàn toàn mới, một cái trang phục cực kỳ là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy là cái bộ đồ siêu nhân. Em thấy thế ấy. Thì ở những cái video trước, nếu mà những các bạn nào xem video của mình từ đầu đến giờ ấy, thì các bạn đã thấy là mình đã trải nghiệm cái bộ đồ Spider-Man rồi này, cái bộ đồ Athic của Titan thứ này. Đấy, nghĩa là từ trước giờ là mình đã có hai bộ đồ ấy rồi, và lần này là mình muốn cho mọi người xem một cái bộ đồ hoàn toàn mới, đấy là cái bộ đồ Superman của mình mọi người ạ. Đấy, thì nói chung là cái bộ đồ này nếu mà mọi người để ý kỹ ấy, là ở gần phía song mông là sẽ có biểu tượng hình chữ S, không khác gì biểu tượng Superman. Nhưng bình thường ấy, Superman thật ấy, Superman real ấy, thì nó sẽ có cái hình chữ S đấy ở ngay trước ngực. Còn mình ấy thì ở ngay phía sau mông em ạ. Đấy, đấy gọi là Superman fake. Đấy, thì nói chung là cái bộ đồ này của mình ấy là hiện tại là Gaia cũng chưa phát hành ra. Và để có thể là sở hữu được cái bộ đồ này thì mình phải mất công, gọi là mất công từ ngày lẫn đêm, thứ bao nhiêu ngày đêm thứ chúng ta mới có thể sở hữu được cái bộ đồ này em ạ. Đó nên là mới có thể là có được cái bộ đồ này cho anh em xem đấy. Đấy, trông rất là đẹp luôn. Ôi, vãi trưởng, cái đậu xanh giống muốn ra bắn siêu nhân à? Chỉ ra mày chọn cái chết. Con lợn này nó láo thật sự em ạ. Bây giờ mày ra đây. Tôi thấy cái vị trí của mày rồi. Từ từ để tôi cuốn máu chỗ này cái đã em ạ. Còn này giờ là đi làm siêu nhân, đi hành ác em ạ. Đi trừ gian diệt ác. Nào ra đây. Mày cứ gọi mày cứ bắn tao nữa đi. Mày bắn đi. Mày bắn đi. Nào nào nào, ra đây, ra đây, ra đây. À, tao thấy bây giờ rồi. Nó núp ở phía sau cái hàng rào này em ạ. Nhưng mà với trình độ cua xe của mình, thằng này tuổi lìn. Nào, mày ra đây. Mày lại, mày ra đây. À, mày bưởi, mày bưởi, mày bưởi, mày bưởi. Úi giời ơi, bắn như đạn liên thành thế mà thằng này nó không nằm đất anh em ạ. Sức sống nó mãnh liệt vậy. Mày ra đây. Mày ra á, vãi trưởng. Vãi trưởng, vãi trưởng luôn. Dăm 30 vòng bảo vệ ghẻ. Tôi chấp một mắt nha. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đơn giản vãi trưởng luôn em ạ. Đây em thấy gì chưa? Còn là siêu nhân nó trừ gian diệt ác là nó phải như thế chứ. Đùa bây giờ chùa mà được à? Đó thì nói chung ấy là cái bộ đồ siêu nhân của mình thì đây cũng chỉ là cái bộ đồ siêu nhân phiên bản gọi là chắp vá thôi. Chứ mình không thể nào mà có cái bộ đồ siêu nhân và đem thẳng về vào trong game cho anh em coi được. Cái bộ này, đồ này như mình đã nói với mọi người ấy, đấy là cái bộ đồ này là Gaia vẫn chưa phát hành ra. Nên là không có bất kỳ anh em nào khác có thể sở hữu được cái bộ đồ này ngoài mình ra em ạ. À, tôi vừa nghe thì súng ở phía bên này này, chắc chắn là quanh chỗ này có người em ạ. Không biết là nó chỗ nào ấy. Ây à, phải trưởng à, nó bắn con xe của tôi đúng nửa cây em ạ. Hình như thằng này nó cũng dùng cái khẩu súng shotgun giống y hệt mình luôn đấy em ạ. Nào, mày cứ dọn mày ra đây đi. Tao chấp mày một mắt nha, đây rồi. Anh vòng đầu lại, anh đón chú nữa này. Nào em ơi, em đâu rồi em ơi. Đây bắn anh, dã anh như dã gạo mà. Đây rồi, thấy bây giờ nhá. Nào giờ là đến ngày tới số của ông rồi. Tới số ông rồi, ai à, ra đây. Ông rồi ra đây, bắn tôi đi. Ông bắn tôi đi, bắn tôi. Bắn cả lò nhà ông luôn đấy. Vớ vả vẫn được chơi tôi phải dễ à. Nhô nhà nhá. À, thằng này nó cũng dùng súng gắn giống y hệt như mình. Đấy, cái khẩu MG7 này. Tôi biết ngay mà tôi nghe tính đạn phát là tôi biết liền mà. Cứ mấy khẩu khác, mấy khẩu súng gắn khác nghe nó kiểu rời rạc tính đạn. Tôi nghe phát tôi biết ngay. Không hiểu không? Đó, vậy là hiện tại là mình đã có cái mảng hàng ngục thứ hai rồi và rất là đơn giản luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến ra những cái khu vực có thính nhá. Nếu mà mọi người băn khoăn là những cái khu vực nào mà kiếm được người ấy thì chỉ có là những cái khu vực có thính thôi. Còn những cái khu vực khác mọi người muốn kiếm đi người, muốn kiếm được người ấy thì rất là khó luôn em ạ. Có cái châm ổn mình nếu mà cứ thế cảm thấy trống vắng mà không thấy bất kỳ cái thằng nào trên bản đồ thì chỉ có ra những khu vực có thính thôi. À, vãi trưởng luôn, có một thanh niên vừa mới giảm mìn của mình anh em ạ. Và mình nhớ là ở đầu game là mình có giải mìn quanh khu thung lũng ấy. Đấy, anh em nhớ không? Đấy thì bây giờ là chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực thung lũng để check thử xem quanh cái khu vực này nó có người hay không anh em ạ. Nào, tiến ra luôn nhá. Là một lần nữa là siêu nhân lại phải chạy ra cái khu thung lũng để trừ gian diệt ác rồi không anh em ạ. Chứ không thể nào để nó đẻ trứng được. Đây rồi, một thiên đây rồi. Thế mới rồi. Mấy mày rồi nha, chạy đâu, chạy đâu. Úi dồi ôi, tinh phát vào đầu rồi, thế mà nó chết. Sức sống mãnh liệt với bạn ơi. Giời ơi, bạn ấy bạn chạy đi đâu. Ôi, mặc dù mình mặc cái bộ đồ siêu nhân mình méo bay được em ạ. Mình mà bay được thằng này chết chắc với mình lâu rồi. Không sao, câu liệu lên trên này. Chết không? Chết không? Úi dồi ôi, không chết mới là lạ luôn ấy. Tôi xin ông luôn ấy. Ra đây ông bắn tôi đi. Vớ vả vẩn. Thằng này chắc là bét núp rồi. Trong khi là tôi đang tìm người mà hóa ra thằng này lại núp ở quanh khu thung lũng em ạ. Ôi mà thế quái nào, tôi vừa nghe tiếng súng ở ngay cái khu vực phía bên dưới này mày. Lúc đồ thì nhanh sau đấy là xuống dưới là sử dụng nó luôn anh em nhá. Đây mình có AK với cả M10 rồi, chả ngại bút qua thằng nào cả anh em ạ. Nào dân chơi không có sợ mưa rơi. Đâu rồi? Ông ở đâu rồi? Nào. Ta thấy về trên tròi rồi. Ui thằng này chắc là nó không để ý mình đâu em ơi. Nào, các xóa này. Nào, ra đây.
vỡ đầu này em ơi. Ai giỏi ai, thương thế. Nhưng mà vẫn còn một tên nhìn nữa ở phía dưới cái khu vực này cơ. Hình như một thằng này nó ở chỗ sau cây hay sao em ạ. Từ. À đây, thấy mấy rồi. Giúp vào phía mày bữa ấy, rồi ôi. Ông làm cái trò gì đấy? Sao nó cứ ngồi gọi là canh nhau quanh cái khu này làm cái gì? Thấy tiếng súng của siêu nhân cái là phải chạy đi ngay, hiểu không? Chứ nó đấm cho là cái là không trượt phát nào ngay. Đấm cho phát là bay xa ngạn dặm luôn chứ đùa đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên xe và tiến ra cái khu vực khác nhá. Đấy, cái trận đấu có phải gọi là easy luôn em ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến thử ra cái khu vực khác xem nào. Ấy, sao cái khu này nó vắng thế nhỉ mẹ. Tìm cái người. À đây, người đây rồi. Phá rồi. Ok. Trốn vào trong này đi. Giờ là mình đang có cái trò view hiện cái bản này các bạn, là mọi người biết mình sẽ làm gì không? Lại dựng bom kèo luôn này. Lại dựng thêm vào này nữa này. Úi giời ơi, giờ ông có chạy đằng trời. Nhá. Rồi tôi ngồi tôi nhảy múa thoải mái phía bên ngoài này, nhốt thằng này ở phía bên trong. Ôi thử với mày có à. Thôi, em nhầm anh kia. Mẹ thằng này nó câu lưu anh em ạ. Mày thì mấy câu lưu mày ngon à? Ơi, phái trưởng sao nó vẫn lọt ra qua được cái khe vậy? Mày ra đây, đừng có mà chạy. Ra đối diện với thực tế đi ông ơi. Nào, mày phải đi núp nữa. Đừng có đi núp à, chạy đâu em ơi. Rồi ôi, chạy đâu cho khỏi nắng. Anh cho chú gọi là tắt nắng luôn. Rồi ôi, ok luôn nhá. Bông keo này, rồi ôi, thằng này lắm cả. Ủa, mãi trưởng 16 huy hiệu. Mẹ thằng này nó ủ cái huy hiệu trong người em ạ. Phái trưởng nhà buôn huy hiệu à? Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác thôi. Đấy thì mình biết ngay mà, mình đã bảo rồi. Những cái khu vực mà bắt đầu có thính cái là gần đấy là thằng nào chả có người ấy. Tôi đoán rồi mà, đoán đâu có sai đâu, một khi đoán chỉ có chuẩn đây. Hay nếu các bạn chạy nhanh chỉ có để cái nhân vật lưỡi hái ra. À, vãi trưởng ơi, tứ phương đều đây cả, vui vãi trưởng luôn em ơi. 18 máu vãi trưởng, ôi, từ. Đây mình phải dựng bông keo gọi là tứ phương mới được. Hùa luôn, chỉ bị anh em ạ. Một thằng phía trên và thằng phía dưới. Hay định gọi là định hãm hiếp tôi à? Mấy con nhận nhái này. À, nó định bắn rồi đấy. Giảm bá, nó câu lưu, chạy em ơi, chạy. Ui rồi ơi, nào, thả em anh ơi. Mấy anh phải để cho em sống quá chứ. Rồi ôi, để em còn, sau đấy em vẫn còn đời cháu rồi chắc nữa. Mấy anh bắn em dồn dập này, tới tấp này thì em sống làm sao được. Sau này làm sao sẽ cháu chắc được anh em ơi. Nào ra đây. Ra đây là bạn ơi, bạn đừng trốn sau khúc cây thế. Và đấy bắn bình thì gọi là bạn hung hổ lắm cơ mà. Đấy, nằm đất rồi, tội đi cắn trộm người khác. Đấy là phải trả giá đấy bạn ạ. Phải trả giá mạng sống luôn. À, thằng phía dưới kia cũng chết rồi. Đây rồi, giờ anh biết là phải làm gì không? Trốn sau cái tòa tháp này. Tí nữa ấy, thanh niên ấy mà chạy ra lút cái hòm sắt ông kia, tôi lại bảo 100% là sẽ sớm bọn nó sẽ tiến ra và lút cái hòm sắt của cái ông mà thằng ấy nó vừa hạ ngục ấy, em hiểu không? Ok, nó cố liệu kìa. Ok, nó cố liệu. Cái gì ấy? Mẹ thế sự mày lợn lái ấy. Úi dồi ôi, phải chửi nó luôn cái UAV quét một phát ba thanh niên ở quanh khu vực mình luôn anh em ạ. Mẹ anh ơi, mẹ anh nếu mà còn lòng nhân từ thì hãy tha cho em cái. Em còn mẹ già với cả con trẻ ở nhà. Mẹ anh cứ bắn em với cả sấy em như thế này em sống làm sao được. Để tao thấy mày rồi nhá. Mày chạy đây, mày nghĩ mẹ tao yếu thế à? Mày nghĩ tao tí yếu thế à em ơi? Mình vỡ đầu à? Mày chạy, mày đây. Đừng tưởng mỗi ông có màng bảo vệ nhá. Tôi một mình tôi chấp hết, hiểu không? Nhố nhào nhằng chơi với tôi mà dễ à? Vớ vả và đập trò không chấp phát nào. Ok, anh em thấy gì chưa? Con đã đùa với siêu nhân là không có được đâu. Đùa với người thường mà được chứ đùa với siêu nhân là ông sai rồi, phải xin lỗi siêu nhân ngay. Mà lại thêm một thằng nữa lại ủ huy hiệu anh em ạ. 20 huy hiệu. Thế nói chung là cái huy hiệu mà em nếu mà ủ trong người ấy thì nói chung là cũng chả làm được cái gì đâu. Đầu game, cuối game các thứ là chúng nó cũng đã mua hết sạch cái máy bán hàng tự động rồi, còn đâu nữa. Còn méo đồ đâu mà cho anh em mua nữa. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái mini drone luôn anh em nhá. Mẹ có một cái mini drone của một thằng em ạ. Đây, thấy bây rồi. Phá luôn này. Làm 3 mini drone ghẻ ai nữa. Đây rồi, thanh niên nhá. Hình như cái thanh niên này là cũng gọi mini drone ra để check cái vị trí của mình em ạ. Nào ra đây. Tôi nhìn thấy ông rồi, không phải trốn đâu nhá. Là thêm cái mini đó, gọi là mini drone nữa này. 2 cái mini drone luôn. Nhà mình gọi là buôn mini drone luôn anh em ạ. Không thiếu, nhiều thì không có á. Thế thôi. Nào. À, có bò sữa này. Vắt sữa bò này mày. Vắt sữa bò nào. Là. Ôi, không vuốt được vào đầu à? What the hell, sao vuốt được vào đầu nhỉ? Nào, từ từ, cắt sọ này. Không vuốt được vào đầu này, bình phát là ok luôn anh em ạ. Dân chơi không sợ mưa rơi. Lại thêm cái UAV nữa kìa. Vãi trưởng mà trên bản đột ra chỉ có duy nhất và thanh niên cuối thôi. À, thằng này nó cũng biết chơi gọi là mini drone đấy à. Cắm đọa thật sự luôn đấy. Thì nói chung là xa cái phiên bản cập nhật mới ấy, nếu mà anh em nào không biết chơi cái mini drone ấy thì đúng là một cái bất lợi thế luôn đấy bạn. Bắt buộc là phải biết chơi em nhá.
thời đại bao nhiêu rồi, thời đại thế kỷ 21 rồi mà không biết chơi mini đồn là vứt hết anh bạn. Ok nhá, mình đã gọi là cho một cái mini đồn nữa xuất phát rồi anh bạn. Nhưng mà người cuối cùng ở trên cái bản đồ này thì chúng ta vẫn chưa thấy đâu. Thằng này nó chạy ở đâu rồi nhỉ? Tìm mãi à, đây rồi. Tưởng đâu hóa ra là ở đây. Trời ơi. À không khéo thằng này nó cũng để ý vị trí của mình rồi ấy, anh em ạ. Bởi vì vừa nãy thằng này kia nó cũng thả cái video đôn là biết cái là mình ở gần cái khu này mà. Tức lạ cái gì đâu. Ok nha. Nếu mà ông này đã biết vị trí tôi thì tôi không có ngại gần gì cả. Tôi ra chỗ ông luôn. À vãi chưa, thằng nào giải min vậy? Chơi gì mà chơi thâm thế bạn ấy. Cái đậu xanh rau muống. Nào người đâu, người đây, đây rồi. Bò lạc đang chạy rồi, xích cổ bò lại em ơi. Lạc thì bò lạc, úi rồi ôi, tí nữa lại cắn chúng rồi. Mình phát đầu mà nó chưa chết, chưa chết đây em ơi. Vãi trưởng luôn. Mẹ thằng này mày tay nhanh cái não nhỉ. Ra đây solo nào, mày đâu rồi. Ai, mày đâu rồi em ơi, mày chạy đâu rồi. Dựng quả bóng keo phía bên này trước, trốn sau mỏm đá luôn em ạ. À trốn sau không thấy cái đi. Ok nhá, rồi tôi còn bó thế này đã. Nói chung là sớm mai muộn là thanh niên này cũng sẽ gục ở dưới đất thôi, anh biết tại sao không? Và cái vòng bo nó thu phía bên trái mà, bắt buộc là thanh niên này phải chạy. Ây da, phải chưa, cầu quả liệu, choáng ngu người em ạ. Không sao. À mình sẽ sử dụng cái mini drone nữa em nhá. Mặc dù đã biết vị trí thanh niên này rồi, mình cứ thích sử dụng cơ. Ra đây bạn ơi, đừng có mà ngại. Trời ơi, tới trốn sau cái mỏm đá này, thằng này đâu không biết đâu em ạ, thề luôn. Nó nghĩ là mình đã xong cái quả kèo đấy. Đây gọi là cái trò gọi là mưu hèm kế bẩn đấy các bạn. Ê, mình cầu liệu thế thì chúng làm sao được. Nào. Chạy thế. Ngại lo gió mẻ boang thu đi đít tới cái kia. Ông mà không chạy ông chỉ có chết thôi. Ông hiểu không? Có thể đấy, đúng rồi. Đưa đi. Nào, ra này mẹ mày con lợn này, tay nhanh cái não luôn à. À nó dựng bóng kèo nhanh thế em ạ. Ơ đừng tưởng mà mỗi ông có bóng kèo tụng đầy bóng kèo ra nhà tôi gọi là buồn phun bóng kèo, hiểu không? À mày dùng cái bảng bảo vệ của CR7 đúng không? Thế là mày chết rồi. Bo nào tụi đến đâu bắt buộc chạy. Bắt buộc chạy thôi em ơi. Chú sống làm sao được. Úi dồi ôi, mày vẫn trốn à? Ủa chết rồi, đạn thời liêu mình còn đúng cỡ 40 viên nữa thôi. Nào mày ra đây. Mày ra đây. Mày chạy đâu em ơi? Nhà ai không thiếu gì ngoài rượu nhá. Ăn quả lựu đạn đi. Cho tôi bừng dạng sỡ nào. Tôi bừng dạng sỡ nổ cho 30 tết. Nổ cho 30 tết luôn. Em hiểu không? Hiểu không em ơi? Đơn giản easy luôn. Ok, và nếu như anh em thấy video mình hay, em đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên nhấn chuông để có thể là ủng hộ cho mình em nhá. Cảm ơn anh em và tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau.